Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Kỳ ngộ ở vương quốc Sâu Long. Em trở về rồi. Tiểu Sủng ca, anh đang làm gì vậy? Đây là cái gì? Sâu Long. Sâu Long kìa. Không ngờ bà lại sợ Sâu Long. Không được sao? Hả? Không ngờ bà lại sợ Sâu Long. Hiếu Hiếu, việc riêng người quyết cho nói. Y muốn nói chuyện riêng của người khác, chúng ta không nên đi nói lung tung khắp nơi. Bởi vậy nên chúng ta phải bảo mật giúp Ngưu Ngưu. Yên tâm đi Ngưu Ngưu, mình sẽ không nói với người khác đâu. Nói bạn sợ Sâu Long. Tiểu Sủng ca, anh làm gì mà lại mang một con Sâu Long ra vậy? Quốc dương của vương quốc Sâu Long bị bệnh rồi, ngài ấy muốn anh giúp đỡ làm một bản sao giống ngài ấy, thay thế ngài ấy tạm thời quản lý vương quốc Sâu Long. Con Sâu Long này đã được thi triển qua pháp thuật, nó có thể bảo hộ sự an toàn của tất cả Sâu Long khác trong thời khắc nguy hiểm. Anh đã làm xong rồi, bây giờ anh phải nhanh chóng đưa nó tới vương quốc Sâu Long. Hiếu Hiếu, bạn đừng cho rằng mình thật sự sợ Sâu Long nha. Mình là... Thật ra mình... Bạn nhìn bạn xem, hôm nay học tiết thể dục, bạn còn chạy chậm hơn cả con gái nữa. Làm gì có, mình là... Bạn chính là sợ Sâu Long. Mình không có. Bạn có, mình sẽ dùng sừng tinh linh mà Tiểu Sủng ca tặng cho mình để biến ra một con Sâu Long nữa. Đừng mà. Trời ơi, con Sâu Long to quá. Đừng qua đây. Đừng la lên nữa, mình là Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu, mình cũng bị biến thành Sâu Long rồi. Sâu Long đáng ghét, đều tại bạn. Bạn cố ý phải không? Là do bạn dành sự tinh linh với mình đó. Tại bạn, là do bạn ơn. Tại bạn. Không phải mình. Tại bạn. Lại là một con Sâu Long nữa. Mau chạy đi, con họ đuổi tới rồi kìa. Xảy ra chuyện gì vậy? Các bạn không biết sao, chuyện là như vậy. Quốc dương đang truy xét, các con sâu đã tung ra lời đồn quốc dương là giả mạo đó. Là do bạn nói sao? Đương nhiên không phải. Vậy thì bạn chạy làm gì? Bạn chạy. Ở bên kia. Hắn là đồng bọn. Đưa đi. Tất cả đưa đi. Nhiều Sâu Long quá. Đi. Tất cả đưa đi. Là ai nói ta là quốc dương giả? Không phải thần. Là bạn ấy. Là Đa nói. Bạn ấy nói ngài là quốc dương giả. Thần và bạn này, hai người bọn thần đều mới tới đây. Là người nói hay sao? Không phải thần nói. Vậy thì là ai nói? Căn cứ vào quy định pháp luật của vương quốc Sâu Long,
kẻ nào bất kính đối với quốc vương đều bị trục xuất ra nơi giả ngoại. Người tên là gì? Thần là Hiếu Hiếu. Người tên là gì? Ngâu Ngâu. Được rồi, chắc chắn là do Đa Đa nói. Người đâu? Trục xuất hắn đến nơi giả ngoại. Quốc vương tha mạng. Quốc vương tha mạng. Sao bà có thể nói lung tung vậy? Mà cũng đâu biết có phải là Đa Đa nói hay không. Mình các bạn thân mến, hoan nghênh đến với vương quốc Sâu Long. Nhìn xem, nguy hiểm biết bao. Nếu không thì chúng ta sẽ bị trục xuất ra ngoài đó. Nhưng mà Đa Đa thật tội nghiệp. Các bạn thân mến, mời dùng bữa. Chúng ta phải ăn đám lá cây này sao? Các bạn thân mến, các bạn từ nơi nào tới? Chúng thần sống ở trong hẻm. Trong hẻm? Không phải, chúng thần bị gió lớn thổi tới một gốc đại thụ. Chỉ cần tìm thấy cây đại thụ đó thì chúng thần có thể về nhà. Chúng ta quay về cái cây nơi chúng ta biến hình đi. Tiểu sủng ca có thể tìm thấy chúng ta đó. Đúng vậy, quốc vương ơi, chúng thần phải tìm được cái cây đó. Được thôi, lát nữa ta sẽ phái vệ binh đưa các bạn đi tìm cái cây đó. Hiếu Hiếu, bạn thật thông minh. Ngon quá, ngon quá. Cảm ơn quốc vương. Các bạn thân mến, quen được các bạn ta rất vui. Chúc hai bạn thuận buồm xuôi gió. Tạm biệt quốc vương. Hiếu Hiếu, mau nhìn kìa. Quốc vương chính là bản sao con sâu lớn do tiểu sủng ca làm ra. Điểm màu đen ở trên đuôi của ông ta là do mình không cẩn thận làm bắn vào. Ngu ngu, bà nói linh tinh nữa rồi. Vệ binh, không cần quan tâm bọn chúng nữa. Bọn chúng chính là đồng bọn của Đa Đa, trục xuất bọn chúng đến nơi giả ngoại. Chúng ta đi thôi. Đi. Đều tại bạn, nói linh tinh. Giờ thì hay rồi, chúng ta không quay về được. Nhưng mà ông ta chính là con sâu do tiểu sủng ca làm ra. Hiếu Hiếu, bạn mau gọi tiểu sủng ca để anh ấy đến cứu chúng ta đi. Mình làm sao biết tiểu sủng ca ở đâu chứ? Chuyện chúng ta bị biến thành sâu long, tiểu sủng ca còn chưa biết nữa. Cứu mạng. Ngô ngô. Quá ra vương quốc sâu long ở trên một cái cây lớn. Hiếu Hiếu, liệu chúng ta có bị chim ăn mất không? Đều tại bạn, giờ chúng ta không về nhà được nữa rồi. Hiếu Hiếu, mình sợ lắm. Bạn mau nghĩ cách để tiểu sủng ca đến cứu tụi mình đi. Thôi, mau đi thôi. Cảm ơn bạn Đa Đa. Lúc nãy nếu không nhờ bạn thì bọn mình đã bị chim ăn mất rồi. Đa Đa, xin lỗi bạn. Mình không nên đoán bừa rồi tung tin đồn lung tung, hại bạn bị trục xuất. Không sao, mình cũng không nên không tôn trọng quốc vương. Nghe thấy người khác đoán bừa, bản thân cũng nghe theo nghi ngờ quốc vương là giả. Mau, nấp đi. Nơi giả ngoại này đúng là nguy hiểm thật. Đúng vậy, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị chim ăn mất. Đa Đa, vương quốc sâu long ở trên cây đại thụ không phải càng nguy hiểm hơn hay sao? Quốc vương phun ra một loại thuốc thần kỳ, loài chim ngửi thấy mùi đó thì không dám tới gần. Mình muốn về nhà. Mình muốn quay về vương quốc sâu long. Đa Đa, mình đưa bạn quay trở về vương quốc sâu long nha. Đúng vậy, tụi mình đưa bạn về vương quốc sâu long nha. Mà chạy đi. Quốc vương, cảm ơn ngài đã cứu chúng thần. Đừng có vui mừng quá sớm. Các người đã biết bí mật của ta, ta phải trừng phạt các người. Xin lỗi quốc vương, thần không nên tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của ngài. Xin lỗi quốc vương, tha thứ chúng thần đi. Vậy sao chúng thần sẽ không dám nói linh tinh nữa?
Tiểu Dũng ca. Tiểu Dũng ca, sao anh biết được bọn em ở đây vậy? Anh dùng máy cảm ứng tâm linh tìm được tụi em đó. Ngưu Ngưu, em không hy vọng người khác nói ra bí mật của em, nhưng sao em lại đối xử với người khác như vậy? Em biết sai rồi, sau này em không dám nói năng lung tung tùy tiện nữa. Quá ra là như vậy. Đa đa, bọn mình phải đi đây. Yên tâm đi, quốc vương sẽ bảo vệ sự an toàn của Dương quốc Sâu Long. Đa đa, ta tha thứ cho ngươi rồi, sau này phải tuân thủ pháp luật của Dương quốc Sâu Long đó. Tạm biệt quốc vương, chúc thần quay về đây. Các bạn nhỏ thân mến, tập này nói cho các bạn câu việc riêng người quyết chớ nói trong đệ tử quy. Ý muốn nói chuyện riêng tư của người khác, chúng ta không nên đi kể lể khắp nơi. Sự che giấu có thiện ý chính là đang giúp đỡ người khác. Các bạn đã nhớ chưa nào? Tạm biệt các bạn nhỏ. Namo A-si-na-phan.